Thứ nhất, chữa ngộ độc cá. Rau đay tươi 90g, sắc uống với đường phèn, uống càng nhiều càng tốt. Thứ hai, hỗ trợ điều trị hen suyễn. Hạt rau đay 12g, sơ mướp 20g làm sạch, giã nát, đem sao vàng. Tất cả đem sắc với 500ml nước, còn 200ml dùng trong ngày. Thứ ba, giải nhiệt. Lá rau đay tươi 200g, rau mồng tơi 200g, cua đồng, thêm gia vị nấu canh, dùng trong bữa ăn lúc còn nóng. Thứ tư, hỗ trợ điều trị phù thủng, cổ trướng. Hạt rau đay 15-20g đem sắc uống trong ngày, hoặc cây rau đay, trần bì, mỗi thứ 12g, vỏ rễ dâu 24g, 3 lát gừng tươi, hạt rau đay sao thơm, vỏ rễ dâu tẩm mật sao thơm, đem toàn bộ dược liệu đã qua sơ chế, sắc uống trong ngày, uống thuốc khi thuốc còn đủ ấm. Thứ năm, hỗ trợ điều trị rắn cắn. Dùng một nắm lá rau đay, cây kim giang, ngọn chuối tiêu, tất cả đem rửa sạch, giã nát, vắt nước cốt, phần bã dùng đắp lên vết thương. Lưu ý, trước khi áp dụng nên dùng dây vải cố định phần trên vết cắn để máu độc ngăn không lưu thông trong cơ thể. Thứ sáu, hỗ trợ điều trị lị mới phát. Dùng 15-30g rau đay tươi sắc đặc uống thì thông đại tiện, khỏi mót dặn. Lưu ý khi dùng rau đay. Thứ nhất, người hay tiêu chảy, lạnh bụng, không nên dùng nhiều. Khi rửa rau, bạn hạn chế rửa quá kỹ, làm mất chất nhầy từ rau. Thứ hai, rau đay nên lựa chọn ưu tiên trong các bữa ăn hàng ngày bởi tác dụng của nó đối với sức khỏe. Rau cung cấp các vitamin, chất khoáng, giúp cơ thể giải nhiệt, nhuận tràng, ngừa thiếu máu, hỗ trợ phát triển xương và bảo vệ mắt. Tuy nhiên, khi dùng rau trong các bài thuốc, cần tham vấn ý kiến bác sĩ điều trị. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!